Tỏi ngâm mật ong dùng kiểu này, 10 bệnh sau tự khắc sẽ khỏi, không cần phải uống thuốc. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị thân mến, từ ngàn xưa, tỏi và mật ong đã được các danh y sử dụng thường xuyên trong các bài thuốc để chữa bệnh. Đến nay, những nguyên liệu này vẫn được xem như là thần dược bởi chúng mang lại tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Tỏi và mật ong là hai loại thực phẩm đều có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Vậy khi kết hợp hai loại thực phẩm này thì sẽ ra sao? Theo các nhà nghiên cứu cho biết, tỏi ngâm mật ong có tác dụng không khác gì thuốc tiên, chữa được rất nhiều loại bệnh mà chúng ta không thể ngờ đến. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video thật chi tiết để biết tác dụng và cách sử dụng hiệu quả của bài thuốc này nhé. Tỏi ngâm mật ong dùng kiểu này 10 bệnh sau tự khắc sẽ khỏi, không cần thuốc. Nhắc đến tỏi thì không thể không để kể đến tác dụng kháng khuẩn cũng như khả năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Tất cả nhờ vào đặc tính của allicin, một thành phần trong tỏi giữ vai trò giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tình trạng ung thư, đồng thời giúp giảm cholesterol máu hiệu quả. Việc cắt hoặc nghiền ghép tép tỏi tươi giúp giải phóng nhiều allicin hơn so với khi để nguyên. Đặc biệt là bạn nên sử dụng ngay sau khi sơ chế tỏi, càng sớm càng tốt để nhận được tối đa lợi ích. Tuy nhiên, bạn cũng chú ý không băn khoăn hoặc nghiền nát quá mức sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của acylin. Nói về mật ong, đây cũng là thực phẩm sở hữu nhiều loại chất chống oxy hóa tốt, đồng thời chứa nhiều enzyme và khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, magie. Ngoài ra, nó còn có thêm flavonoids và polyphenol, những thành phần chống viêm tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Kể cả khi bạn kết hợp hay sử dụng riêng lẻ, những thành phần tỏi và mật ong đều mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Chính vì thế mà người xưa đã sử dụng hai thành phần này trong các bài thuốc khác nhau để trị bệnh. Bằng chứng là người Ethiopia xưa đã dùng mật ong để chữa các vấn đề về hô hấp, nhiễm trùng da hay tiêu chảy. Bên cạnh đó, họ cũng dùng tỏi để giải quyết tình trạng ho và cảm lạnh. Y học cổ truyền của người Ả Rập thì lại sử dụng tỏi để điều trị các bệnh tim mạch, cao huyết áp, viêm khớp, đau răng, táo bón, v.v. Ngày nay, y học hiện đại đã chứng minh và đưa ra các tác dụng của tỏi ngâm mật ong như sau. 1. Tỏi ngâm mật ong chữa viêm xoang, viêm mũi. Tỏi ngâm mật ong chữa viêm xoang hiệu quả nhờ đặc tính chống oxy hóa cực mạnh cùng với khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Đặc biệt, nó rất tốt cho trẻ em trong mùa hè và mùa đông khi mà mũi của các bé luôn thường trục trặc. Những lúc này mật ong chanh đào thường được các mẹ sử dụng cho bé, nhưng không biết rằng chanh đào mật ong chỉ có tác dụng chữa ho, làm dịu họng. Nhưng tác nhân gây ra ho và viêm họng ở trẻ lúc này là vì mũi. Vậy một thìa mật ong ngâm tỏi sẽ giúp bé trị dứt điểm viêm mũi, nhiễm cả mũi lẫn họng và nâng cao sức khỏe đề kháng cho trẻ. Do đó đừng quên ngâm hỗ trợ này để sẵn sàng trong nhà bạn. Chú ý không dùng cho bé dưới 1 tuổi vì lúc này hệ tiêu hóa của bé còn yếu ớt và chưa hoàn thiện. 2. Tỏi ngâm mật ong trị ho, cảm cúm, viêm họng. Thời tiết thay đổi là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho, viêm họng. Một vài tép tỏi tươi mỗi ngày sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng 1 đến 2 tỏi ngâm mật ong mỗi ngày. Hỗn hợp này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất bổ sung cho cơ thể. Do đó, nếu bạn đang cảm thấy khó chịu vì những cơn ho do thời tiết thay đổi, hãy sử dụng tỏi ngâm mật ong chữa ho để cảm thấy dễ chịu hơn. 3. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Hợp chất mật ong tôi có đặc tính chống virus mạnh mẽ, giúp điều trị hoặc ngăn ngừa cảm lạnh, các bệnh khác do virus gây ra. Việc sử dụng thường xuyên mật ong ngâm tỏi sẽ cải thiện các chức năng của hệ thống miễn dịch. Tôi làm tăng sản xuất tế bào màu trắng và một loạt enzyme gọi là interferon làm tăng sự hoạt động của hệ thống miễn dịch. 4. Tỏi ngâm mật ong chữa bệnh dạ dày. Tỏi tươi và tỏi đen nhiều có khả năng hỗ trợ chữa đau dạ dày. Tuy nhiên, do tỏi đen có chứa đường polyphenol, hợp chất sulfu hữu cơ và nhất là chất sali LL, cysteine, nên tác dụng chữa bệnh đau dạ dày cũng mạnh và nhanh hơn so với tỏi thường.
Do tỏi đen có quy trình sản xuất khá phức tạp, mùi không hăng, vị ngọt dẻo nên có giá thường cao hơn tỏi tươi. Dùng tỏi đen chữa bệnh là rất tốt, thế nhưng nếu không có tới đem bạn hoàn toàn có thể dùng tỏi tươi ngâm mật ong để chữa đau dạ dày. Mật ong có khả năng kháng viêm, tiêu viêm, hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày rất tốt. Sẽ không quá lời khi nói tôi ngâm mật ong được biết đến như là phương thuốc và chữa bệnh hữu hiệu cho con người. Trong đó, nhiều người đã chấm dứt những cơn đau dạ dày kéo dài khi sử dụng hỗn hợp này chỉ trong thời gian ngắn. Theo đó, người bệnh chỉ cần kiên trì sử dụng tỏi ngâm mật ong vào trước các bữa ăn mỗi ngày và kiêng một số đồ ăn chua cay hay có nồng độ axit cao sẽ chấm dứt những cơn đau do bệnh viêm dạ dày gây nên. 5. Tỏi ngâm mật ong giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nếu lượng cholesterol trong máu quá cao, lưu lượng tuần hoàn máu sẽ giảm do chất béo trong mạch máu tăng lên, gây ra các nguy cơ đột quỵ. Vì tôi ngâm mật ong giàu chất chống oxy hóa và còn chứa germanium nên có tác dụng giảm mỡ máu, giải phóng lượng lớn cholesterol trong cơ thể, từ đó vừa ngăn chặn đột quỵ, vừa giúp tụt hạ huyết áp, góp phần ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tôi có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tím bằng cách giảm cholesterol, ngăn ngừa chứng đông máu, ngăn ngừa mạch máu đông cứng, hạ huyết áp. Ngoài ra, trong tối cổ chứa các phân tử lưu huỳnh giúp các mạch máu đần hỏi tốt và bảo vệ tim mạch khỏi bị hư hại, hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, tôi ngâm mật ong còn giúp điều trị tiểu đường và cao huyết áp. Cụ thể, hỗn hợp này có thể hỗ trợ khả năng bài tiết insulin cho cơ thể, giúp người bệnh có thể tự điều hòa được và đường huyết mạc. Dù vị ngọt nhưng vẫn hỗn hợp này vẫn chất làm ngọt từ tự nhiên nên hoàn toàn lành tính, không ảnh hưởng đến đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Do có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp nên tỏi ngâm mật ong có thể giúp điều trị cao huyết áp. Cao huyết áp sẽ gây ra một số vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, nguy cơ gây bệnh tim mạch, đột quỵ. Trong khi đó, hỗn hợp này lại giúp tăng cường lưu thông máu, ổn định huyết áp. 7. Tỏi ngâm mật ong phòng chống ung thư. Một số những nghiên cứu đã chỉ ra công dụng của chất chống oxy hóa trong việc phòng chống ung thư, tiêu diệt các tế bào gốc gây hại. Điều thú vị là các nhà khoa học đã chứng minh những chất này có nhiều trong tỏi và mật ong. Việc chứa nhiều chất chống oxy hóa, tỏi ngâm mật ong trở thành thần dược khi có thể ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và các bệnh có liên quan đến như ung thư thận, ung thư phổi, v.v. hỗ trợ rất tốt trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ sức khỏe của cả gia đình mình, bạn đừng quên chuẩn bị sẵn trong gia đình mình một hũ tỏi ngâm mật ong nhé. 8. Chữa trị bệnh tiểu đường. Mật ong ngọt như vậy thì làm sao có thể chữa được bệnh tiểu đường? Nghe thật vô lý phải không? Nhưng đó là sự thật và được các nhà nghiên cứu hỗ trợ mật ong ngâm tỏi góp phần làm tăng mức độ bài tiết insulin để điều hòa lượng đường trong máu đối với bệnh nhân tiểu đường. Thêm vào đó, nó cung cấp chất làm ngọt tự nhiên, an toàn và lành tính cho các bệnh nhân này. 9. Tỏi ngâm mật ong làm đẹp da. Tỏi và mật ong có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, có tác dụng chống lão hóa làn da, tẩy tế bào chết, trị thâm, trị mụn, duy trì sự tuổi thanh xuân cho chị em phụ nữ. Đặc biệt, tỏi khi được ngâm trong bình mật ong nguyên chất, sau thời gian các thành phần của hai loại thực phẩm đã biến đổi và có tác dụng tốt. Người dùng sẽ cảm nhận được làn da trắng sáng, sạch mụn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng hỗn hợp trên bôi lên các nốt mụn đỏ, sưng tấy 1-2 lần. Để khoảng 15 phút rồi lại rửa bằng nước sạch, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhiều chị em phụ nữ còn sử dụng tỏi ngâm mật trong trị nám cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ cần lưu ý thoa kem chống nắng trước khi ra đường. 10. Tác dụng giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả. Ít người biết rằng, hỗn hợp mật ong ngâm tỏi khi kết thúc có giấm hoặc chanh tươi là thần dược trong việc giảm cân. Nó đảm bảo cơ thể nhận đủ lượng vitamin, khoáng chất cần thiết và cắt giảm cảm giác thèm ăn thường thấy đối với những người có ý định giảm cân. Đồng thời, nó tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng, đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Quý vị khán thính giả thân mến, vừa rồi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã chia sẻ tới quý vị và các bạn về tác dụng thần kỳ của tỏi ngâm với mật ong. Vậy,
tỏi ngâm mật ong như thế nào cho hiệu quả. Và ngay sau đây thì kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm tỏi ngâm với mật ong, loại thần dược tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị cách uống như thế nào cho thật hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi ngâm, nên chọn tỏi Việt Nam là loại tép, tỏi nhỏ, không đều nhau, vị cay the nồng. Khi bóc cuốn tỏi đi, các tép tỏi sẽ trụm lại với nhau. Trong khi đó, tỏi Trung Quốc tép to, màu trắng vàng, mùi không thơm, vị hăng. Khi bóc cuốn tỏi thì các tép tỏi sẽ xòe ra. Có thể dùng loại tỏi thôi làm cũng được. Tuy nhiên tỏi có vỏ màu tím vẫn tốt nhất là hàm lượng Alixi có thể giúp tăng cường đề kháng tốt. Đối với mật ong nên chọn mật ong rừng để đảm bảo dưỡng chất, đặc biệt là người mắc tiểu đường. Nên chọn mật ong nguyên chất vì đường trong mật ong là đường tự nhiên, dễ tiêu hóa và ít ảnh hưởng đến đường huyết. Cũng có thể dùng mật ong nuôi những phải đảm bảo là mật không pha cũng biến chất. Khi ngâm nên giữ hỗn hợp ở mức 3/4 thể tích hũ và chừa lại một khoảng trống bên trên, không nên ngâm quá đầy. Để bảo quản tỏi ngâm mật ong lâu hơn, bạn có thể cho bình tỏi vào nước tủ lạnh để dùng dần. Đó là cách làm tỏi ngâm mật ong. Vậy sau khi làm xong thì uống như thế nào cho hiệu quả nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp nhé. Tỏi, mật ong là loại gia vị phổ biến trong mọi nền ẩm thực trên thế giới, rất dễ kiếm. Cả hai đều là những bài thuốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Do vậy khi kết hợp với nhau, được dược tính của tỏi ngâm mật ong rất cao và có nhiều tác dụng tích cực đến cơ thể. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào trong ngày bạn cũng nên uống tỏi ngâm mật ong. Có một số thời điểm, nhưng ngay khi vừa ăn no thì bạn không nên sử dụng tỏi ngâm mật ong bởi có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí rối loạn tiêu hóa. Thời điểm này mà các thành phần dinh dưỡng trong mật ong và tỏi phát huy được tất cả các lợi ích mà nó mang lại là vào buổi sáng sớm. Khi các bạn vừa thức dậy, vào mỗi buổi sáng bạn chỉ cần uống trực tiếp một thìa tỏi mật ong trước khi ăn sáng khoảng 15 đến 20 phút. Nếu cảm thấy hơi khó uống thì bạn có thể hòa cùng với một cốc nước ấm để uống. Ngoài ra, uống hỗn hợp tỏi mật ong khi bụng đói, chưa có gì, sẽ giúp cơ thể hấp thu các chất một cách tốt nhất. Hoặc bạn cũng có thể dùng buổi tối, sau khi hết bữa ăn và trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. Lúc này cơ thể đã biến hóa gần hết lượng thức ăn, nên sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ mật ong dễ dàng hơn, cũng không quá gần giờ đi ngủ, khiến các cơ quan trong cơ thể phải hoạt động với cường độ cao hơn. Với cách này, các bạn nên duy trì liên tục trong vòng 7 ngày, sau đó ngừng lại khoảng 2 đến 3 tuần, rồi lại sử dụng tiếp 7 ngày tiếp theo. Kiên trì như vậy, các bạn có thể cảm nhận được những thay đổi cực kỳ rõ rệt về sức khỏe của mình. Uống tỏi ngâm mật ong, cần lưu ý điều gì? Mặc dù tỏi ngâm mật ong là bài thuốc từ thiên nhiên, ít gây tác dụng phụ, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều sau đây để không gây ra những hậu quả đáng tiếc khi uống tỏi ngâm mật ong nhé. Không sử dụng hỗn hợp cho trẻ em dưới 1 tuổi, bởi mật ong có thể gây ra một số tổn thương dạ dày nghiêm trọng, được gọi là ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân là do các bào tử vi khuẩn có thể có trong mật ong kích thích đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Tỏi ngâm mật ong mang hàm lượng đường rất cao nên sẽ làm tăng lượng đường trong máu, sẽ không tốt cho người bị tiểu đường và mới phẫu thuật. Không dùng cho người bị xơ gan và người bị rối loạn các chức năng tiêu hóa. Nên bôi thử ra tay trước khi sử dụng nếu da bạn là da nhạy cảm hoặc bị dị ứng với phấn ong. Nếu dùng quá nhiều sẽ có thể gây loãng máu, vì vậy cẩn thận trong việc bạn đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu. Không dùng tỏi ngâm mật ong cho những người bị bệnh huyết áp thấp, bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai và dị ứng với các thành phần nguyên liệu. Nên bảo quản tỏi ngâm mật ong trong chai thủy tinh để ở nơi râm mát tránh ánh sáng, nhiệt độ khoảng 20 đến 25 độ C là tốt nhất. Nếu bảo quản tốt, bạn có thể sử dụng hỗn hợp này trong vòng 1 năm liền. Bạn có thể bảo quản tỏi ngâm mật ong trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý là không nên bảo quản tỏi ngâm mật ong số lượng lớn trong tủ lạnh quá lâu, bởi nhiệt độ thấp sẽ làm mật ong bị biến chất. Không dùng khi sản phẩm có hiện tượng đổi màu hay có mùi vị lạ so với ban đầu để tránh bị ngộ độc thực phẩm. Triệu chứng đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Chỉ nên dùng mật ong tự nhiên nguyên chất, loại này thường có hổ phách hoặc nâu đen trong hơi dính nhớt, vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng. Vào mùa hè mật ong thường sáng bóng và trong như dầu. Mùa đông mật có hiện tượng kết tinh thành các hạt li ti, sánh đặc khi nhiệt độ giảm,
có thể phân biệt mật ong chất lượng tốt hay kém bằng cách để vào tủ lạnh ngăn mát. Nếu mật ong chỉ sánh lại chứ không biến đổi màu, tính chất thì đó là loại tốt. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trong thời đại 4.0 thì sức khỏe của con người luôn được đặt lên hàng đầu. Có nhiều người nghĩ cứ phải ăn sơn hào hải vị mới tốt cho sức khỏe. Có phải như vậy không? Theo tôi thì không phải như vậy. Những bài thuốc đã được lưu truyền trong dân gian hoặc là các bài thuốc mà đã được các danh y phổ biến cho quý vị và các bạn lấy ngay từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên rất là tốt cho sức khỏe và có những tác dụng không ngờ như chính bài thuốc tỏi ngâm với mật ong, nguyên liệu rất là rẻ tiền, dễ kiếm ở mọi nơi, cũng chữa được rất là nhiều bệnh cho cơ thể, giúp cơ thể chúng ta tăng thêm hệ miễn dịch. Thông qua video vừa rồi, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe mong rằng quý vị và các bạn hãy về chế biến ngay cho mình một bình tỏi ngâm với mật ong, uống vào vừa tốt cho bạn và tốt cho cả gia đình của mình. Cuối cùng, xin được cảm ơn quý vị, các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn vào theo dõi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe để đón chờ các video tiếp theo của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.